chính thức tới 14 tháng 2 rồi mọi người ơi. Hát bài nghe chơi anh Obama. Valentino, đàn ông chúng ta mệt mỏi quá trời. Thôi đừng hát nữa anh Obama, hát ngày càng mệt mỏi hơn á. Anh Obama, thôi bây giờ tôi phỏng vấn anh nha. Anh hãy cho tôi biết cảm xúc anh về ngày Valentine đi. Đàn ông chúng ta tội nghiệp là vậy đó. Quý vị thử lên Google gõ có ngày nào của đàn ông không? Có, tôi chết liền. Anh Obama có tặng quà gì cho vợ chưa? Không có, yên với bà lắm. Tôi cũng vậy. Nghe anh Ma nói mà tôi mắc cười. Suy đi nghĩ lại tôi thấy đàn ông của chúng ta đúng là bị thiếu công bằng thật. Bây giờ nói nghe nè. Nghe cho kỹ à. Tôi nghĩ không có gì gọi là thiếu công bằng ở đây hết. Bởi vì không nhất thiết 14 tháng 2 phải là đàn ông con trai tặng quà cho con gái, mà là con gái cũng có thể tặng quà ngược lại. Chứ chúng ta đâu có ngu gì mà tặng quà cho con gái hoài. Họ cũng có tiền, ta cũng có tiền mà. Không, tặng quà tặng lại cho đời nó bớt khổ một chút xíu. Đó, giống như vậy nè, nam nữ bình đẳng với nhau đi. Không, ví dụ như bạn gái của bạn nghĩ bạn keo kiệt không tặng quà gì hết, thì bạn cứ nói là bây giờ anh tặng quà cho em, thì sau này anh làm gì còn tiền để mà anh cưới em. Cho nên em thích món quà gì thì nói với anh với em hùng tiền lại mua. Đã nói là nam nữ bình đẳng với nhau thì lấy lọc gì đó thì cũng nên bình đẳng hết. Anh nằm trên thì em cũng nằm trên được. Còn nếu như không thích đó thì chúng ta có thể nằm ngang cũng được, không có vấn đề gì hết. Hay chúng ta nằm ngang nhìn nhau nhìn cũng thú vị mà, đúng không? Vậy đó mà. Chính xác, rất thú vị. Thôi bây giờ mình bỏ qua vụ nằm ngang nằm ngửa đi anh Ma, chứ lễ lọc nhắc cũng kỳ quá. Tôi thấy bình thường, mặc dù tôi lớn tuổi nhưng mà suy nghĩ tôi tinh tiến lắm. Nhưng mà anh đừng có nhắc nữa, mắc cỡ. Có gì đâu mắc cỡ, con người rồi cũng phải lớn lên, chứ không thể nào nhỏ bé tí bằng hai con tay cái được phải để chạm nhau chứ. Nhưng mà riêng cá nhân tôi bây giờ tôi thấy có nhiều nước vẫn còn cổ hủ hơn sao anh Ma. Cứ chiếu theo suy nghĩ quan niệm riêng của mình rồi cái gì cũng cắt bỏ, gì cũng cấm cản. Cắt bỏ là đúng, cấm cản cũng là đúng, không có sai gì hết. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta phải tạo một cái ý thức, một nền tảng ý thức vững chắc cho con của mình. Giống như bây giờ chúng ta tự soi gương mình vậy. Tôi hỏi anh bây giờ anh soi gương mà anh có thấy tôi ở trọng không? Đâu liên quan. Con người chúng ta như thế nào thì sớm hay muộn nó cũng lòi ra hết nè, khỏi cần cấm. Sống á thì phải thật với bản thân mình đi, đừng có giả tạo ha. Chứ cấm cho đã. Cấm cho đã sao nữa anh Ma? Thì tụi nó cũng lén làm à. Dạ, giống như hồi xưa lần đầu tiên tôi vác xác qua nhà vợ tôi. Ông già vợ tôi ông đá cửa một cái đùng. Ông nói mày là thằng nào? Sao nữa anh Ma? Lúc đấy quýu quá, tôi mới nói tôi là bạn trai của con gái ông đó. Tôi bây giờ tôi thích á, thì tôi quen thôi, chứ tôi không ngán không ngại gì ai hết trơn á. Nhưng mà tôi rất tôn trọng, tôi nể gia đình của bạn gái tôi. Rồi sao nữa anh Ma? Ông có nói thì, gì không? Thì ông nói không, gì anh Ma? Bây giờ để tôi nói anh nghe nè. Sau câu trả lời lâu của tôi thì chắc chắn là tôi bị cấm cửa rồi. Nhưng mà sao cuối cùng vẫn lấy được nhau đi anh Ma? Thì đã là đàn ông thì phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình chứ phải không? Tôi là một người đam mê đi mua sắm. Thì lúc đó tôi quyết định thành lập một shop thời trang phải không? Thầm bậy, tôi làm một website bán hàng online trên mạng tên là Shopee. Nhưng anh mở trang Shopee như vậy liên quan gì tới việc ông bà già vợ gã con gái họ cho anh chứ? Có chiều hết. Chiều gì nói đại ra cho người ta tham khảo đi. Bí mật mà. Trời ơi, đàn ông đi cô gái mà giữ bí mật, có ngày dập mặt có nghe ông nội. Chỉ đi, chỉ nhiệt tình đi, ông thôi là tôi tán ông quộp tay á, chỉ đi. Không, tôi chưa bạn gái nè. Đàn ông chúng ta đầu tiên là phải có bản lĩnh nè. Sau đó website chúng ta uy tín rồi, chúng ta cập nhật những sản phẩm lên trên cũng phải thật sự uy tín và chất lượng, hợp với xu thế từng giai đoạn, từng lứa tuổi, từng thành phần, từng cá nhân, từng tổ chức. Cái bữa đó tụi mình nào là thời trang nam, thời trang nữ, rồi điện thoại, phụ kiện, thiết bị điện tử tới quá trời luôn. Cái ông già vợ tôi hỏi, mày đem tới đây mày cúng tao sao mà mày đem nhiều vậy, hay mày muốn tới đây để mày đốt tao? Tôi mới trả lời là hôm nay là thứ tư, có một số mặt hàng ở Shopee đang khuyến mãi, rất là sốc. Và thứ tư tuần nào cũng khuyến mãi hết. Mà những sản phẩm trên Shopee giống như là con đẻ của tôi vậy, rất uy tín, chất lượng và rẻ. Đâm ra tôi cũng là một người rất chất lượng. Nhưng mà tôi không có rẻ đâu nha ha. Ông đừng lo lắng gì hết về độ chất lượng của hàng con rể ông ha. Nó ơi, tôi nói chỉ có 5 chút. Nó chất lượng cả về ngoại hình lẫn cả tâm hồn một con người. Nói chung á là tôi yêu con gái cũng lắm. Mong ông bà đừng có cấm tôi. Tôi không thích. Được.